Chị thấy cái anh Ngọc á là công việc chứ cái người của ảnh á là cũng phù hợp với chị, cho nên chị cũng muốn lên để kết nối với ảnh. Mong bên Đức Tuấn á là kết nối được cho chị với anh Ngọc ở Vũng Tàu á, là chị mang ơn nếu mà có duyên á thì chị với ảnh sẽ gặp. Anh Ngọc là có hai biệt thự hả? Dạ. Với chị xem cái anh Ngọc có hai biệt thự này dạ, lâu chưa? Cho nên đó là chị cũng nửa tháng nay hay gì mười mấy ngày nữa tháng. Là mình khóa cái anh Ngọc đó ha. Dạ. Ngọc đó là chị... có hai biệt thự đang sống ở Vũng Tàu. Dạ. Cả đất cả nhà cả biệt thự luôn, nó khoảng tầm hơn 30 tỷ. Chị không hơn biết người ta nhiêu, nhưng mà cái công việc của người ta có nhà với hơn nữa phù hợp để có công an việc làm để xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng rất là dễ thương xinh đẹp lên chương trình nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Liệu ngày hôm nay chị có tìm được ai hay không thì xin mời mọi người cùng đón xem. Thay mặt anh em trong chương trình xin chào chị nhé. Chị cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, mình đến từ đâu? Chị tên Tình Trang. Chị sinh 1977. Tuổi tỵ. Chị Trang ở đâu? 48 tuổi. 47, 48 tuổi gì? 48 tuổi ha. À. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chị sinh 1977. 77 là 47 tuổi đi. 47. Rồi. Dạ. Chị đến từ đâu ha? Chị ở Rạch Giá, Kiên Giang. Từ dưới Kiên Giang lên đây hả? Dạ. Trời ơi, xa dữ vậy hả? Trời ơi. Bây giờ chị có coi bên kênh của anh em hả? Ừ. Cái kênh của cái gì tới gì Tấn nè. Đức Tuấn á. Rồi. Là chị có thấy anh Ngọc á, anh Ngọc ở Vũng Tàu á Tuấn. Chị muốn chị thấy cũng như là chị thấy công chị thấy cái ấy của ảnh á, cái con người của ảnh với công việc. Chia sẻ về tình trạng hôn nhân gia đình mình tí. Dạ. Tình trạng hôn nhân gia đình mình sao? Thì chị không hợp thì chị có chia tay rồi, có ly hôn, có giấy tờ đàng hoàng rồi. Chị có mấy người con? Hai. Dạ. Còn lớn hết chưa chị? Lớn hết rồi chị, giờ chị ở một mình với nhỏ con Út, hai mẹ con ở nè, không có ai chứ. Chị làm nghề gì? Chị cũng buôn bán nhỏ như là bán bún cha ấy đồ bữa đó ăn sáng nha. Ồ, dạ. Mình bán đồ ăn sáng ha? Dạ. Mình tự bán luôn hả? Dạ. Chị có coi cái kênh... Tình trạng hôn nhân của chị sao? Tình trạng nhân chị đã ly hôn rồi, chị có giấy tờ đàng hoàng, chị có trình bày bên thằng Đức Tuấn nè. Ly hôn bao nhiêu năm rồi? Lúc mà nói chung là ly hôn nếu mà thật sự là mới đây khoảng năm thôi, còn mà ly hôn là chị năm 2017 lận rồi kéo dài tới hồi năm rồi là chị mới có giấy thôi. Thì thấy cái anh Ngọc á là công việc chứ cái người của ảnh á là cũng phù hợp với chị, cho nên chị cũng muốn lên để kết nối với ảnh. Mong bên Đức Tuấn á là kết nối được cho chị với anh Ngọc ở Vũng Tàu á, là chị mang ơn nếu mà có duyên á thì chị với ảnh sẽ gặp. Anh Ngọc là có hai biệt thự hả? Dạ. Với chị xem cái anh Ngọc có hai biệt thự này dạ, lâu chưa? Cho nên đó là chị cũng nửa tháng nay hay gì mười mấy ngày nửa tháng. Là mình khóa cái anh Ngọc đó ha. Dạ. Ngọc đó là chị... có hai biệt thự đang sống ở Vũng Tàu. Dạ. Cả đất cả nhà cả biệt thự luôn, nó khoảng tầm hơn 30 tỷ. Chị không hơn biết người ta nhiêu, nhưng mà cái công việc của người ta có nhà với hơn nữa phù hợp để có công an việc làm để ví dụ như giờ mình đến với anh Ngọc không hợp thì mấy anh khác đến với mình được không? Đúng rồi, nếu mà mấy anh khác thì cũng được. Thế thì lý do tại sao mà mình lại thích chú Ngọc ở Vũng Tàu? Tại vì cái tuổi á, thì chị cũng chọn những cái lứa tuổi đó, cũng chị thích là những cái người lứa tuổi cỡ anh Ngọc là một, hai là có nhà với công việc phù hợp thì chị thấy cũng được, cho nên là chị muốn kết nối. Bây giờ ví dụ như giờ mấy chú nào mà coi xem clip này thấy hợp ý chị, muốn kết nối chị thì độ tuổi bao nhiêu, nó bao nhiêu rồi chị dự ý? Chị năm nay cũng 47 rồi thì cỡ 50 trở lên. 50 trở lên. Dạ. Nó có cần mấy chú đó có nhà cửa gì ổn định gì không? Đúng, nếu mà nhà thì cũng phải có chứ phải có công việc là được. Phải có nhà ha. Nhà. Còn ở chợ thì đến với mình được không? Được chứ. Bây giờ hiện tại mình có nhà không? Có chứ cưng. Ờ. Cũng có nhà. Có nhà. Dạ.
Nếu mà chị có nhà với chị có ở với đứa con gái, nếu mà người nào mà có nhà thì nếu mà về thích chị á, thì về sống chung bên chồng chị luôn thì cũng được. Chị Duy sẽ để nhà lại cho con thì đi, còn nếu mà mấy thì sống qua nhà chị thì đi về về. Mình để được. Nhà lại cho con, mình đi theo chồng. Dạ được. Rồi. Thế thì chị xem chú Ngọc mà có hai biệt thự ở Vũng Tàu á, chị ấn tượng nhất điều gì? Anh Ngọc thì thấy tướng tá thì tuy ảnh lớn tuổi thì anh cũng nhìn thấy ảnh phong độ sạch sẽ vậy đó, phong độ vậy đó, nhưng mà mình thấy phù hợp, thấy mình cảm thấy không biết là ảnh có chê mình hơi không, nhưng mà mình thấy cảm thấy mình thấy mình kết nối với ảnh, mình thấy mình sẽ xứng đôi, cũng được xứng đôi. Đẹp đó đúng không? À, cũng dạ. Xinh gái đúng không? Tuy rằng ảnh lớn tuổi nhưng mà ảnh thấy ảnh cũng tướng tá rồi, cái dung mạo của ảnh cũng được. Dạ. Chứ không phải là những người là mình thấy Ngọc là mình khoái ha. Dạ mình thích. Rồi mình cho thích nên từ Kiên Giang mà mình gắn bản lội lên tới đây mình kết nối. Cho nên nếu mà được á thì chị cũng cảm ơn mấy đứa cưng. Rồi. Dạ. Thế bây giờ ví dụ như mà chú Ngọc mà không đến được với mình á thì mình đến được với những người khác không? Đến được đúng không? Hay là không được? Được. Có được không? Dạ được. Được ha. Thế thì yêu cầu chị muốn chọn một anh là như thế nào? Chọn thì chị cũng đã nói rồi, người nào cái thứ nhất là có nhà cửa, có nhà với công việc để phù hợp. Nói chung là mình kiếm người nào thì đàn ông mà người ta phải có công việc phù hợp để người ta làm việc để người ta nuôi vợ con được thì mình mới thưa, thì mình kết nối vậy thôi. Dạ. Làm thì nói chung là về thì cũng phải ai cũng phải làm để sống cho ta còn trẻ mà, chứ đâu phải là về ăn ở không được. Người con mình về mình sống với bên chồng có phù hợp cái gì thì mình làm cái nấy. Rồi. Bây giờ chị chia sẻ chút xíu về bản thân mình à, ưu điểm nhược điểm của mình ra sao, bản thân của mình nhé. Bản thân chị nghĩ sao vậy, giờ chuyện gì đó. Mình kính cách của mình á chị à? Tính cách của mình á, cái điểm xấu nọ. Chưa nói gì? Có điểm xấu nọ. Mình biết sao giờ mình lẽ chị vậy, chị có biết xấu gì, chị cũng sống. Ý là mình có tính, mình có nóng tính, cọc tính không? Không, chị rất là hiền luôn. Dưới hơn nữa chị cũng nói chung là có chồng là chị sẽ lo cho chồng và thương chồng, chứ không có bao giờ là rồi, đứng đây ha, cho người khác lên. Mình đi từ miền Tây đây mình có mệt không? Mệt chứ, mình chị ngủ nhà nghỉ ở đây, mình đây chị ngủ nè. À lên từ hôm qua rồi hả? Dạ. Trời ơi, mà thấy chú Ngọc ơi, vất vả quá ha. Thôi. Bây giờ chị coi theo dõi kênh đó, nhưng mà chị chỉ có chấm anh Ngọc. Ở đó kênh mà bây giờ có khi nào thì mấy cưng có hẹn được với ảnh á thì lên, nếu mà ảnh thích chị thì ảnh lên kênh để kết nối với chị, có duyên thì gặp thành vợ chồng. Sau khi chương trình này chia sẻ lên á thì cũng có nhiều anh nhiều chú để ý chị, thích chị. Dạ. Nhưng mà ví dụ như những người đó đang làm bảo vệ, đang chạy xe ôm, đang ở trọ mà muốn đến với chị thì chị có đồng ý không? Không được. Lý do tại sao mình lại không chọn? Khó đúng không? Ở trọ thì không được. Ở trọ không được hả? Dạ. Có nhà cửa đàng hoàng. Dạ. Tại vì chị cũng có nhà mà, gì đâu có. Phải có nhà mới được ha. Dạ. Rồi. Dạ, gì được chưa cơ? Nhưng mà bây giờ mà về nhà Ngọc mà hai biệt thự là lau chùi cũng hơi mệt á. Ngắm được không? Cầu cho có nhà để dọn dẹp chứ ha. Chứ không có nhà vậy hả? Không có nhà lấy gì mình dọn dẹp. Nhưng mà hai biệt thự mà lau chùi là hơi mệt đó nha. 3-4 cái thì cũng lau được nữa. 3-4 cái cũng lau được. Dạ. Nhà của mình là mình lau được à. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Chị là trời giỏi lắm. Thế chị ở ngoài kia thì có nhiều anh để ý mình không? Nói chung là thấy thì cũng có người chọc là có người ấy, nhưng mà mình thấy nếu mà phải chọc gì mà có thương mình đâu, có chọc kẹo vậy thôi chứ thương chắc là chưa có người thương. Ừ. Có nhiều người để ý mình ha. Dạ.
Với thường thường là chị đi buôn bán về là chị ở trong nhà không à. Rồi xong rồi chị ngủ rồi chị sẽ đi làm tiếp nữa hết. Cho chị có ít đi chỗ này chỗ kia để quen ai đó. Nhưng mà chắc cũng có nhiều người đến với mình nhưng mà mình chưa chọn được người phù hợp đúng không? Mấy người đó không có nhà hả? Không biết. À, chị cũng không biết. Đang sàn. Rồi được, đúng chứ tôi. Mà chị lên thấy vui chưa? Chị sẽ tâm tư rộng vui ha. Dạ. À, chị có lời nào nhắn gửi tới chú Ngọc không? Dạ. Đó, nhưng mà bây giờ em coi trên kênh của Đức Tính đó, thì em thấy anh Ngọc á thì về tuổi tác với công việc thì cũng phù hợp, nhưng em thích anh Ngọc. Bởi vì cho nên từ Kiên Giang đến đây em cũng để lên đây để nhờ mấy em ở đây kết nối cho em. Nhưng mà nếu mà anh Ngọc thấy chị á, nếu thích á thì sẽ lên chương trình để kết nối với chị, hiểu không? Dạ, rồi em cũng cảm ơn chị đã tin tưởng vượt quãng đường rất xa mấy trăm cây số. Dạ, chúc chị rồi. Nhiều sức khỏe, mau kiếm được một nửa yêu thương của chị. Hy vọng là chú Ngọc xem được video này và sẽ có tình cảm với chị nhé. Dạ. Mình tự tin lên. Còn nếu mà về với chú Ngọc mình xin hứa như thế nào? Chị lên thì cũng vun lớn nhưng mà chị gắng. Nếu mà về được với chú Ngọc thì mình xin hứa với chú Ngọc làm sao? Thì cũng làm vợ tốt mà hiền thì theo ý cũng như là theo như là chồng mình thì mình thương coi cái công mình hai đứa đi sống chung coi cái tiếng nói về chung sống cho nó phù hợp với nhau và nó ở đời với nhau được rồi chui ha. Vì chú Ngọc hai biệt thự mà lặn lội mấy trăm cây số ở đây này vất vả lắm, thấy kia vài gì đi theo nữa đó. Vất vả theo. Sợ. Quá vất vả luôn á. Dạ. Thôi cố gắng lên ha. Dạ, dạ. Vì hạnh phúc tương lai của con em chúng ta. Rồi. Thế hôm nay lên chương trình á thì chị có cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Dạ. Rồi. Chị có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Dạ. Chia sẻ là khắp thế giới và không gỡ xuống, chị có đồng ý hay không? Trả lời bằng tiếng cho em. Trả lời bằng tiếng. Đồng ý hay không? Đồng ý ha. Dạ. Rồi. Chia sẻ lên là cả thế giới xem á, cả anh Việt Kiều xem luôn á. Dạ. Rồi. Thay mặt anh em ở đây cũng xin cảm ơn chị. Rồi chúc chị gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Hy vọng là chú Ngọc xem được video này. Dạ. Có thể là sẽ có tình cảm với mình nhé. Dạ dạ. Rồi cũng xin xin quý vị thông cảm cái video ngày hôm nay nó lỗi kỹ thuật, nó ồn quá, nó không được âm thanh, nó không được rõ. Rồi xin mọi người bỏ qua. Rồi xin chào. Hả? Bây giờ uống bớt chưa? Uống cũng bớt rồi, mà uống nhiều cũng được không? Uống nhiều không ảnh hưởng gì hết, tại vì nó hoàn toàn là thiên nhiên. Uống chai rồi. Dạ. Yeah. 10 phần bớt được mấy phần rồi anh? Ôi giời, nó đỡ rồi, không đi làm nổi. Vậy hả? Thế thì trước khi anh uống là nó bị thế nào? Trước khi anh bị cái gối nó cứ đỏ lưng lên đấy. Ồ, sưng vù lên à? Vù khớp nhưng uống nó khỏi rồi. Anh uống được bao nhiêu chai thì nó xẹp xuống? Thì được đâu 3 chai thì thấy nó khỏi rồi, đi làm được. Ồ, bây giờ 10 phần là bớt được mấy phần rồi anh? Cũng coi như cũng hầu như gần được 100% đến nơi rồi. Ồ, thế vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà trước trước mà trước khi anh uống là đi không nổi luôn hả? Đi đâu lắm, quỳ cái toàn quỳ. Ôi giời ơi, khổ thế. Thế là uống vậy là nó bớt hợp thuốc rồi đó, vậy là quá tốt luôn á. Ừ, ăn cơm cứ dạng thế hè rồi mà khổ con dâu nhưng mà cũng sợ ngại cứ dạng đeo chịu được. Dạ. Yeah. Nhưng mà như anh đau nguyên cái khớp gối hay là có phải đau khớp lưng không? Khớp gối, khớp lưng. Thế mới huyết áp của huyết áp thì tốt rồi. Dạ. Yeah. Vậy là tốt rồi, bạn sẽ để em gửi cho hai chai nữa nhá. Ừ, em mà uống tốt thì giới thiệu giúp em, tại vì cái này nó hoàn toàn thiên nhiên nên anh uống số lượng nhiều nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Ừ, anh biết rồi. Dạ. Yeah. Vậy em cảm ơn anh nhá. Rồi. Dạ. Yeah.